Lại tới đi. Hello anh em, thì anh em bây giờ mình gần tới Hậu Giang rồi anh em ơi. Trời, tại trời mưa dữ lắm nha. Đó. Sao anh Đạt? Có lời nhắn gì gửi cho anh em ở nhà không? Gửi cho mấy nhỏ đi sao không? Gửi cho mấy anh em nhà đi, hôm nay chút chút chứ. Nắng nhà khá nhiều anh Đạt. Chút xíu phanh trời heo luôn. Đi sao em ruột? Lạnh quá. Ai cũng đi chơi, đi xe ông đá lạnh quá. Có tay mà. Winit mà. Rồi chào anh em, bây giờ anh em mình hiện mấy giờ chạy? Bây giờ là 5 giờ gần 6 giờ rồi anh em ơi. Rồi mình tới cổng chào Hậu Giang rồi nha. Đó. Trên xe thì có ôm xe lông. Là lông xe ôm. Đạt thẹo dắt đội đi đồ nhi hay quá anh Đạt ơi, ngủ luôn anh Đạt. Ngủ quá vậy? Mệt cho mình dữ lắm rồi. Anh có gì có lời nào nói với anh em ở nhà anh Đạt? Nhà đi chơi đàng hoàng hay không? Rồi tới cổng chào rồi anh em. Hello anh em ơi, bây giờ mình tới chợ. Chợ này chợ gì? Tới chợ Cái Sơn rồi. Đây là idol quốc sĩ. Giờ đã dầm mưa rất luôn. Quốc gia là lấy chìa khóa đấm đầu. Biết chừng lửa gì vậy không? Đó. Đây là lông ôm chai, lông xe ôm. Đây, có biệt danh là lông lòng. Tới idol, đi toàn là idol luôn trời. Đây là đạn idol đội trưởng. Đội trưởng. Đó là lông qua lăng. Đây là qua lăng. Có mưa đúng không? Đó. Không mưa đâu. Rồi hello anh em, thì hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2022 anh em. Thì anh em mình làm đám ở Hậu Giang anh em ơi. Ở đây bà con trồng trúc không, nguyên một rừng trúc luôn. Thì đang đi coi đường nha anh em. Tiếp tục theo dõi clip là đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Anh Đạt. Được đi sao anh Đạt? Im không? Tới nguyệt nha bà con ơi. Rừng trúc nha bà con, rừng trúc không à. Sĩ cung cổ. À. Bạn còn toàn thế nên bạn nhạc vui với dùng mời tạm trọng kính chúc gia đình đang quý lời kính chúc sức khỏe lời thành kính phong vân vâng kính thưa các chính quyền sở tại kính thưa quý gia đình đang quý và quý quan khách có mặt trong buổi lễ tang hôm nay và kính thưa quý vị xưa nay chỉ có loài thợ mộc sống trên đỉnh núi cao hay còi tùng vắt trốn rừng sâu mới sống được ngàn năm chứ là kiếp người hiếm ai sống ngoài trăm tuổi kiếp nhân sinh sống gửi thác về trần gian chỉ là cõi tạm để kiếp người mượn đạo để dừng chân đó là kiếp người thì sanh lão bệnh tử không ai tránh khỏi nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ mây trời lòng lòng không một kính được công cha và được sự chấp thuận từ phía gia đình toàn thể anh em đội phong quan võ thuật thanh toàn mang thái đồng các mẹ tiền giang chung cháu đến đây không biết nói gì hơn trước anh em chung cháu thành tâm thành ý xin chia buồn cùng gia đình tang quyện và sau đó kim tướng khám quan võ tướng phá hoàng tề thiên đánh đầu và cuối cùng là di quan linh cữu về đến nơi an nghỉ cuối cùng nghìn tù tốt đẹp trong lúc em chúng cháu làm nhiệm vụ của điều trị sơ sót cảm ơn các chính quyền sở tại quý gia đình thân quý niềm tình tha thứ bỏ qua cho vâng bây giờ lên nghệ thuật của cơ sở mày đáng cho làm tám trăm chúng cháu xin phép được bắt đầu thank you.
bài quýnh đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Di Giáo Pháp Phổ Hạnh. Phước Địa Âm Dương Nhị Khi. Sanh tử tử sanh đồng nhất ly. Bữa này võ tướng động hoang. Hỏi kiềm tướng phá hoàng. Màu màu lại đáo án tiền dạy cho tôn sư giải diệt đó nha. Rồi sao? Trở về làm gì? Ông Kim Tú sợ đâu á? Bà đi. Hôm nay đặng ngày kết nhật lương thầy. Nơi cho quân cơ chủ hưởng dương 48 tuổi đã đánh gan việc trần nay đà cửa nhạc quy tiên. Hiện giờ quan tài còn nằm tại gia đình. Nãy tôi nhờ Triệu Kim Tương về đây khám quan đưa lên chủ tới đàn nơi phòng mộ đến nha. Giờ cái tôi về và cho lúc anh em chú cháu bây giờ hoàng hoàng khám quan trong gia đình cũng có thương tình ủng hộ cho anh em chú cháu là 100.000 đồng ạ. Cảm ơn tình thương của gia đình rất nhiều và rất nhiều. Nếu có chú chú mai tán, sờ mai tán, cho hồng tám chấm, cho cái sơn. Hôm nay mừng chú sang lại sáng ngày hôm nay. Kẻ nào chứ mà nhập quan tài là bổ bại nghe chưa. Mày hả mày? Ây da, ủng hộ vô bà con ơi. Với 5.000, 10.000 không phải là đủ. 5.000, 10.000 cổ vũ tinh thần cho anh em chúng cháu luôn à. Mày hả mày? Ây da, trời ơi, quýnh nhiệt tình dữ rồi mày. Ủng hộ vô bà con ơi. Với 1 đồng, 2 đồng không phải là đủ. 1 đồng, 2 đồng cổ vũ tinh thần cho anh em chúng cháu luôn à. Chiếc chùa mai tán, sờ mai tán cho hồn tạm trống chờ cái sơn. Hôm nay một chùa tan lại sáng ngày hôm nay. Ây da trời ơi, gãy cái đơn đau bò mày ơi, quýnh dữ rồi mày. Ủng hộ vô bà con ơi. Hiểu tướng không? Ủng hộ luôn bà con ơi. Kẻ nào dám động chạm qua anh tài. Đặt cho nó cháy đi, nãy giờ không đốt. Và chiều sống cho gần cây cả sống nhờ bệnh nước. Anh em chú cháu sống nhờ những cành hoa thân thương của bà con. Cô bán ở đây trên mặt cho đèn chú cháu luôn à. Vâng, và 1 đồng 2 đồng không phải là đủ. 1 đồng 2 đồng cổ chủ chứ đồng luôn bà con ơi.
gia đình ủng hộ gia đình cho cháu một cành hoa luôn. Đừng tới đâu. Kiếm tôi đã bắt được cô
con quỷ cho một chậu ở đây thật lâu vậy ơi, xiết cổ cho nó chết luôn. Mày chết cho mày con quỷ già. Bà con ở trên cầu quay cứu tôi, cái tôi xiết cổ tôi này. Chạy ơi, lại chạy thở không nổi bà con ơi. Xiết cổ cho mày thở thôi mày. Rồi vậy thì xong luôn rồi. Nó mạnh như vậy. Tao thấy cái nhà hiệu mạnh như vậy. Đứng dậy mày. Mày mày tưởng tao chết cho mày làm dư à? Mày muốn cái gì nữa mày? Trước khi tao chỉ mày cởi chẳng đi theo phò lên cậu. Mày để tao kiếm ai gặp người tao mới chết được. Ở đâu cho mày ăn mày? Mày buông đi coi. Tao thịt mấy đứa nhỏ đi. Ui, đây. Rồi, rồi. Rồi lại tới đây luôn rồi ăn nữa không? Cái nó kéo cuộn luôn mày ơi. Hãy thảo nổi nó trên đầu đừng không có quần cuộn lại ta đây rồi. Giờ thằng nhỏ nó không sợ rồi. Giờ tôi kiếm thịt mềm hơn nữa. Ở đâu vậy? Buông ra coi. Tạo thịt mấy người quay phim đây nè. Ôi. Mày nhớ mày hết đâu mày? Cỡ mày mày chưa không? Chả treo nổi mà. Cạnh tay nó gà đá cho nó dài đá nữa kìa. Ăn thôi mày, ăn thôi mày. Má đau không chứ phải tình danh với lắm rồi đó. Trời trời. Mày dám ăn nổi không mày? Trời ơi, cậu đám bà con dùng hổ tại sao quýt như vậy? Nó nghe mày từ hồi nãy tới giờ đó mày ơi. Cái gì vậy mày? Mày ăn chồng đâu lấy ra mày? Đừng giết tao. Tao là quỷ đẹp trai nhất kinh trùng này đó. Quỷ sứ đâu như lông cơm đẹp trai gì vậy? Nằm xuống mày. Không được mà coi cô bác ơi. Chết kêu nào chứ kêu này đụng đổ kế bên sông quắc à. Mày quỷ sứ là thầy người ta muốn chết chỗ nào mày? Ui da chậu ơi. Cái gì vậy mày? Chậm đó. Vô mày á. Mày cho tao ngủ nha. Mẫu đấy. Tao thấy giận nhẹ mày la gì mày? Nhẹ quá ha. Mày thử mày nằm xuống đây nè. Chứ cơ sở mai tán chạy hợp tám chống. Là biết đàn hay nhẹ liền mày. Góc đầu hiệu nó là cuối đâu mày. Cái gì vậy mày? Đó là trời. Nó vô trong nước làm như nó phun trà vậy mày. Uống lẹ mày. Mày thấy nước đây sao mày? Công nhận đâu không phải khen nha. Nước ở dưới kinh trùng hậu giang sao mát hơn trên tiền giang ta nhiều vậy ơi. Chị giờ không mày? Trời ơi ông nội ơi, xúc miệng cũng không được nữa. Cho ông miếng nữa coi. Ủ lẹ mày, uống vô mày. Cái gì vậy mày? Trời ơi lại trời. Người viết cái vũ gì nó đẩy vô thở không? Mày quỷ sứ thì người ta uống một hai lỗ thở cho mày. Nằm xuống cái thổi nè. Trước khi mày dính miệng cỏ chẳng theo mùa lên cổ. Mày có điều gì chăn chối với bà con đây không mày? Ô hoài vậy mày? Dạ. Trước khi con dính miệng cỏ chẳng đi theo phò lên cổ. Gia đình bà con cô bác xa gần. Có ai thương tình ủng hộ con làm lộ phí để con về dưới đó bà con ơi. Con quỷ nó không bà con ơi. Trước khi nó dính miệng cỏ chẳng đi theo mùa lên cổ. Bà con cô bác nào có thương tình nó thì ủng hộ đúng bà con cô bác ơi. Mày không cho mày được không mày? Nếu có xài gì được trời không? Trời ơi, không cho xăng đâu đi theo phò lính cũ. Chắc là cái xóm này ta phải có hoài tâm đi cõi mày ơi. Có không có thì đi bộ mày, thăm dò nó không mày? Còn chủ trại hầm tám chấm đâu không? Tụi mày kêu kéo cơ sở mai tán cho hầm tới tám chấm là như vậy. Nếu mà tao chỉ việc cõi trần đi theo bà câu trong nhà. Kêu cơ sở mai tán cho hầm tám chấm. Lo cái hầm từng được cho bịch trong nhà mấy chịu không mày? Mày khôn quá ha. Sắp chết tới nơi là xin quan tài đặc biệt không mày? Cỡ mày thì cơ sở mai táng cho hợp với tấm chống tặng cho mày cái quách là được rồi mày. Đây, nghe mày gân thang. Ông chú bên ngoài vô tặng thêm cho mày một cái quà tăng thương nữa nè mày. Trời ơi, đám khán giả con cháu đông như vậy không lẽ có một mình ông chủ thương còn mấy nhiêu hộ giấy hết rồi hả trời. Mày quý sứ lên thành người ta ai mà thương mày cho nổi mày ơi. Đâu đâu mày đến kể cái ông chú tặng đủ giấy phương trang giường nằm mới lạnh có wifi về tiền giang cho mày. Nghe mày lên thang ông chú bên ngoài vô tặng cho mày tổng cộng tao 100.000 đồng rồi mày đủ đi không mày?
nhiêu? 100k. Cười nghe thấy ghét vậy mày? Trời ơi, ông nội quý sứ có ông vậy chứ cười gì nha. Người ta chết mười mấy, hai chục trái. Còn cái thằng quỷ sứ đẹp trai ta viết cái kinh cùng chết vì con sĩ vậy trời. Mày quỷ sứ mà phong bì với người ta hả mày? Mày lạnh lắm không? Mày giống thằng sĩ không? Đâu đâu còn anh Tới, con ở trong nhà đâu nãy giờ thấy ủng hộ ông Tổng. Đây anh Tới, thưởng cho mày nè. Trời ơi, Tới đi chung nữa. Cái gì cho mày? Trời ơi, trời lấy lộn cái tấm gì có ai hôi dầu lửa chứ không nổi. Cái ủ heo của nhà mày á, nằm xuống mày. Trời ơi, chở bời lên nội ơi, hôi dầu lửa quá. Ôi dữ mày. Gạt đôi chơi lên, uống mạnh xuống mày. Uống, uống dạ, 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 cái gì cho mày? Trời trời, mày me tao từ sáng giờ gì trời. Nó lỡ mày tin không? Trời mày đặt mày chạy cũng dưới mày kiếm bà già vợ mày chứ hả? Mày lấy xích lên để chúng Quýnh dập liền. Mày xích không tao kêu hồn cô liên tới bây giờ nè. Trời ơi, để với Quýnh dập thành BD không nổi rồi. Sắp chết tới nơi xúc phạm với BD thế mày. Làm xuống mày. Anh xích lên cho nó đi. Nhưng mà con không mất gì đây xem kem tướng gì đâu con quỷ vậy bà con ơi. Chuẩn bị. Ê, cái chỗ đó có thù với mày đó. Trời ơi ông nội ơi. Ê, chúng tôi hết hàng sao kêu cho hàng lé ông nội. Xích lên mày ơi. Cái tay không mày. Chuẩn bị. Một. Hai. Cái gì hoài vậy mày? Chưa khi tao dính tiền cởi chằn lìa xa nhanh thế đâu đâu bây giờ kể cái bà con cô bác còn vô ủng hộ lần cuối không? Bà con cô bác nó mày chết rồi bà con cô bác ủng hộ sao mày? Chịu chuyện của mày lên đường đi mày. Một hai quay cho mày thôi giết đi. Ok. Một hai ba tiễn dâu. Ơi chết luôn rồi. Không bao giờ lửa quá cậu ơi. Thôi cắm luôn. Ha 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 ha
không phải là đàn ông. Vô rồi, ha, chắc ẩu rồi, đi rồi. Vô ha, 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 đau lòng thấy tao ghê cho mày. Ây da, trời ơi trời ơi trời ơi, chơi gì này cho mày, đứng dậy coi. Trời ơi Mình tới chỗ rồi anh em ơi. Có đủ nè, cái đặng cái nó dừng luôn nè, cái gì? Đây rồi. Đây đây. Có cái tấm miếng phan hồi nãy để trên đó. Mùa xuân vừa đến. Về anh em ơi, về về. Xảy đi xe nhà hả cưng? Sáng giờ có mắc mưa không? À, có ly quá. Ờ, bữa nào chắc anh cũng gặp nữa đó Đại ơi. Hay lắm. Thì sao, kén. Hẹn thành bữa nào gặp lại luôn ha. Ba được không? Vậy. Ở đây ba được không?